Con đường thành công xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo Forbes, tính tới ngày 10 tháng 12 năm 2019, thì tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chạm mốc 7,7 tỷ đô. Còn theo Bloomberg, tài sản của người đàn ông giàu nhất Việt Nam là 9,1 tỷ đô. Như vậy thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã cho thấy khả năng bứt phá trên con đường xây dựng đế chế kinh tế lớn nhất Việt Nam chỉ trong vòng hơn 10 năm. Vingroup của ông hiện nay là doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với vốn hóa đỉnh điểm đạt 422.000 tỷ đồng, 18,1 tỷ đô và thuộc top đầu trong khu vực. Năm 2019, giá cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup đạt mức cao kỷ lục 126.100 đồng một cổ phiếu tính theo giá điều chỉnh. Nằm trong tay khối tài sản gần 10 tỷ đô, ông chủ của đế chế Vingroup thậm chí còn giàu hơn Tổng thống Donald Trump. Thế nhưng, luôn thể hiện sự bứt phá và tham vọng, người đàn ông giàu nhất Việt Nam còn luôn ôm giấc mộng to lớn hơn, đó là vươn tầm thế giới. Với tiềm năng và tham vọng như vậy, chủ tịch Vingroup sẽ hiện thực hóa mộng lớn của mình như thế nào? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay của Con đường thành công. Bán đứt những con gà đẻ trứng vàng. Vẫn biết mộng lớn của ông chủ Vingroup là giấc mơ xe và công nghệ, nhưng chỉ đến khi ông lớn này kiên quyết dứt tình với mảng bán lẻ và chuyển nhượng cổ phần cũng như là xóa bỏ mảng kinh doanh vẫn đang đẻ ra tiền mới có thể thấy quyết tâm của ông Vượng dành cho VinFast và VinSmart cao như thế nào. Những tháng cuối năm 2019 thì thị trường chao đảo khi Vingroup chuyển giao VinCommercial và Vineco cho tập đoàn Masan. Theo nội dung thỏa thuận thì công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp VinCommercial của Vingroup bán lẻ và công ty Vineco nông nghiệp, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, Masan Consumer Holding tiêu dùng sẽ sáp nhập để thành lập tập đoàn hàng tiêu dùng bán lẻ. Theo đó thì Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinCommercial thành cổ phần của công ty mới sau sáp nhập. Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông. Khi mọi câu chuyện của giới đầu tư vẫn còn đang loay hoay câu chuyện VinMasan, thì chỉ sau đó 2 tuần, Vingroup lại bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi mảng bán lẻ, giải thể hệ thống Vipro, sáp nhập A đây rồi vào VinID. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu của tập đoàn, nhằm tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực ưu tiên cốt lõi là công nghiệp công nghệ. Sau khi tiến hành hoán đổi cổ phần hệ thống siêu thị và cửa hàng Vinmart và Vinmart Cộng cho đối tác. Khô máu với VinFast. Suốt những năm qua, đế chế Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng ngày càng lớn mạnh không chỉ tại Việt Nam mà còn từng bước vươn tầm ra khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, tham vọng của tỷ phú Việt Nam giàu hơn ông Donald Trump không chỉ dừng lại ở một đế chế, một hệ sinh thái trong nước mà đang dồn lực vào hai điểm nóng trên thế giới, công nghệ và công nghiệp ô tô điện. Chia sẻ trên Bloomberg thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ chi 2 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân để đầu tư vào dự án VinFast và sẽ xuất khẩu ô tô điện sang Mỹ trong vòng 2 năm tới. Tỷ phú số 1 Việt Nam sẽ bán 10% cổ phần Vingroup để thực hiện giấc mơ chưa từng có này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh khối tài sản của ông Vượng vẫn ở mức rất cao 8-10 tỷ đô la Mỹ và Vingroup liên tục tái cấu trúc sau khi đưa ra bản chiến lược hồi tháng 8 năm 2018 với mục tiêu đến năm 2028 sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ công nghiệp dịch vụ. Trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính thay vì phần lớn chỉ tập trung vào dịch vụ và bất động sản như trước đó. Điểm mà ông Vượng tập trung nhất có lẽ là mảng xe điện, vốn là một điểm nóng mà nhiều ông lớn trên thế giới, trong đó có Tesla của Mỹ đang chạy đua. Xe điện được đánh giá thực sự là một lĩnh vực tiềm năng và có thể mang đến đột phá cho nền kinh tế thế giới. Ngành xe điện đang có một sức hút rất lớn đối với thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, được dự báo là sẽ có một vị trí vững chắc trong thập kỷ tới. Một số chính phủ thậm chí còn tính tới giai đoạn sẽ xóa sổ động cơ đốt trong và thay vào đó là xe điện. Với kỳ vọng có thể bán xe điện vào thị trường Mỹ vào năm 2021, có lẽ tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ còn phải buông bỏ nhiều thứ và thực sự trải qua một phen khô máu với kế hoạch khủng này. Giấc mơ công nghệ vươn tầm. Dù không nổi trội như VinFast nhưng trong năm qua, ông Phạm Nhật Vượng cũng dành không ít tâm huyết cho mảng công nghệ thông qua VinSmart. Ngày 23 tháng 11 năm 2019, thì công ty nghiên cứu và sản xuất VinSmart thuộc tập đoàn Vingroup đã khánh thành giai đoạn 1 của tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sản xuất thiết bị điện tử thông minh VinSmart sẽ có quy mô hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với diện tích gần 14,8 ha, tổng công suất là 125 triệu thiết bị mỗi năm. Tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử VinSmart được thực hiện qua nhiều giai đoạn.
Trong đó, giai đoạn 1 của nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 4,8 ha với mặt bằng khu sản xuất là 45.200 m2, quy hoạch thành các phân khu sản xuất bằng mạch điện tử, sản xuất điện thoại cùng với hệ thống các viện nghiên cứu độc lập. Ngay sau đó, Vinsmart liên tiếp ra mắt điện thoại, TV thông minh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm IoT của Vingroup. Vinsmart cũng bắt tay với Google để phát triển TV thông minh thương hiệu Vinsmart. Theo chia sẻ từ tập đoàn này, điện thoại và TV chỉ là những mảnh ghép then chốt trong hệ sinh thái thông minh Vinsmart và hệ thống tiện ích của Vingroup. Vinpearl Air và giấc mộng bay không thành. Ngày 14 tháng 1 năm 2020, tập đoàn Vingroup công bố chính thức rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không. Như vậy, chỉ 2 tuần sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không Vinpearl Air, công ty cổ phần tập đoàn Vingroup đã quyết định rút lui. Quyết định trên không ảnh hưởng đến mảng đào tạo phi công do Trường Đào tạo Nhân lực Kỹ thuật Cao ngành hàng không VinAviation đảm nhiệm. Khóa đào tạo đang triển khai vẫn tiếp tục được duy trì với đầy đủ những cam kết đã có với học viên. Đồng thời, Vingroup khẳng định vẫn tiếp tục tham gia các dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng hàng không trên cả nước. Thông tin này khiến cho không ít người đang chờ đợi về một hãng hàng không chuyên nghiệp với tiềm lực mạnh mẽ có thể vươn lên cạnh tranh với những tay chơi thời điểm hiện tại, không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng số khác lại cho rằng Vingroup đang tỏ ra nhất quán trong việc tập trung chiến lược và phát triển công nghiệp công nghệ với tầm nhìn thập kỷ. Trước đó thì Vingroup cũng đã thoái vốn mảng bán lẻ và nông nghiệp sau 5 năm gây dựng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 4 quý năm 2019 của Vingroup, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đã đạt doanh thu thuần hợp nhất trong quý đạt 38.176 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2019 đạt 6.255 tỷ đồng, 3.590 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt là 14% và 9% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực kiếm ra nhiều tiền nhất của Vingroup vẫn là mảng bất động sản. Cụ thể là doanh thu chuyển nhượng bất động sản của Vingroup trong quý 4 năm 2019 đạt 15.027 tỷ đồng và 64.501 tỷ đồng trong năm 2009. Ba đại dự án là Vinhome Ocean Park, Vinhome Smart City và Vinhome Grand Park tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn nguồn cung của thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vingroup đã cho ra mắt tổ hợp căn hộ văn phòng Vinhome Symphony tại Long Biên trong tháng 12 và cho đến cuối năm thì 92% lượng căn mở bán đã được khách hàng đặt mua. Mảng cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Vincom Retail đã tổng cộng có 13 dự án mới với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 95,8% trong năm 2019. Ngoài mảng bất động sản, Vingroup cũng đạt mức tăng trưởng doanh thu trong các lĩnh vực khác. Hoạt động du lịch và vui chơi giải trí đạt 1.744 tỷ đồng trong quý 4 năm 2019, tăng 32,3% so với năm trước. Hoạt động sản xuất và các dịch vụ liên quan đến VinFast và VinSmart đạt 5.600 tỷ đồng. Hoạt động ở mảng bán lẻ là hơn 7.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với cùng kỳ. Có vẻ như Vingroup đang tỏ ra nhất quán trong việc tập trung chiến lược và phát triển công nghiệp công nghệ với tầm nhìn thập kỷ. Trước đó thì Vingroup cũng đã thoái vốn mảng bán lẻ và nông nghiệp sau 5 năm gây dựng. Vinsmart cũng là dự án tâm huyết của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cụ thể là ngày 23 tháng 11 năm 2019 thì công ty nghiên cứu và sản xuất Vinsmart thuộc tập đoàn Vingroup đã khánh thành. Công ty nghiên cứu và sản xuất Vinsmart thuộc tập đoàn Vingroup khánh thành giai đoạn 1 của tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Khi đi vào hoạt động thì tổ hợp sản xuất thiết bị điện tử thông minh Vinsmart sẽ có quy mô hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Vinsmart có diện tích gần 14,8 ha, tổng công suất là 125 triệu thiết bị mỗi năm, được thực hiện qua nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 4,8 ha với mặt bằng khu sản xuất là 45.200 m2, quy hoạch thành các phân khu sản xuất bằng mạch điện tử, sản xuất điện thoại cùng hệ thống viện nghiên cứu độc lập. Ngay sau đó, Vinsmart liên tiếp ra mắt điện thoại, TV thông minh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm IoT của Vingroup. Vinsmart cũng bắt tay với Google để phát triển TV thông minh thương hiệu Vinsmart. Tập đoàn chia sẻ rằng điện thoại và TV là những mảnh ghép then chốt trong hệ sinh thái thông minh Vinsmart và hệ thống tiện ích của Vingroup.
Vingroup cũng từng công bố về những chiếc Vsmart Lux thuộc phân khúc cao cấp và Vsmart Super Lux thuộc phân khúc siêu cao cấp, mang cùng tên gọi với các dòng sedan và SUV cao cấp do VinFast sản xuất, và các dòng smartphone này sau đó bật vô âm tín. Vsmart không thể gắn mãi với tên tuổi giá rẻ. Tuy nhiên, những sản phẩm đến từ thương hiệu Vsmart liên tục tạo được tiếng vang trên thị trường với chiến dịch giảm giá cho Lyte thế hệ đầu tiên cho đến lễ khởi công nhà máy có công suất bằng 1/8 sản lượng smartphone toàn cầu. Không vì vậy mà Viettel mãi mãi gắn với tên tuổi giá rẻ. Bởi lẽ ông Trần Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc Vsmart đã khẳng định trong một lời tuyên bố: "Hiện nay chúng tôi đang thuê Pininfarina, nhà thiết kế Ý nổi tiếng thế giới, để thiết kế mẫu vỏ điện thoại cho dòng cao cấp của Vsmart. Phần cơ khí và phần mềm sẽ do các kỹ sư của Vsmart thiết kế. Dự kiến cuối năm tới thì sản phẩm này sẽ ra mắt." Trong khi đó, Việt Nam mỗi năm chỉ tiêu thụ dưới 15 triệu máy, cho dù con số 125 triệu máy trên năm sẽ bao gồm cả Vsmart lẫn sản phẩm gia công. Tuy nhiên, động thái này rõ ràng đang cho thấy là Vsmart không giới hạn tham vọng trên thị trường nội địa. Vsmart chuyển mình qua các phân khúc giá cao. Việc Vsmart buộc phải hướng dần sang các phân khúc giá cao là điều tất yếu. Với xu thế trong 3 năm trở lại, người dùng sẽ mua mới điện thoại nữa, nhưng khoản tiền họ chi cho các chiếc điện thoại thứ 2 hoặc thứ 3 sẽ ngày một gia tăng. Nhiều hãng điện thoại lớn trên thế giới cũng đã có động thái đón đầu trào lưu này, khi ngoài những điện thoại cao cấp nổi bật, các ông lớn cũng cho ra mắt những sản phẩm cao cấp giá mềm như Galaxy S10e hay là iPhone XR, iPhone 11 nhằm mở đường cho những người dùng nâng cấp từ tầm trung. Các thương hiệu giá rẻ cũng đua nhau đưa ra những sản phẩm để tiếp cận phân khúc cận cao cấp. Tất nhiên, Vsmart bắt buộc cũng phải tung ra những sản phẩm để đối đầu. Hãy thử tưởng tượng rằng người dùng mua Joy Cộng hay là B3 cũng sẽ có ngày nâng cấp, và nếu như Vsmart sẽ không ra mắt Lux hay là Super Lux thì nguy cơ là họ sẽ phải chuyển sang các điện thoại khác để sử dụng. Smartphone cao cấp chính là mảnh ghép cuối cùng trong niềm tự hào Việt Nam mà Vingroup đã luôn nhắc đến. Để bước chân vào phân khúc cao cấp, hãng điện thoại của Vingroup vẫn cần phải nỗ lực tìm ra những điểm khác biệt mà Vsmart có thể tạo ra trong cả một rừng smartphone đắt đỏ trên thị trường. Người dùng đang mong chờ câu trả lời của tập đoàn Vingroup để trông chờ vào sự ra mắt của những siêu phẩm sau đây.